Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Zero. Giữ lời hứa với con trai quá cố, huấn luyện viên Monterrey đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Khoảnh khắc Monterrey giành chức vô địch quốc gia Mexico lần đầu tiên sau 9 năm, vạn lời nói cũng bất lực để miêu tả những giọt nước mắt của huấn luyện viên Antonio Mohamed khi ông cuối cùng cũng đã hoàn thành lời hứa với cậu con trai xấu số sau 13 năm. Khi Van Junis thực hiện lượt xuất luân lưu, quyết định mang về chức vô địch Apertura cho Monterrey. Mohamed dù muốn cũng không thể thốt lên lời nào nữa. Trong vòng vây ăn mừng của các trợ lý, chiến lược gia 49 tuổi nhòa lệ, tay nắm chặt những hạt cầu nguyện. Và hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu về nhân vật và câu chuyện đặc biệt này nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị nhé. Tạm biệt. Bóng đá không đơn thuần chỉ có những bàn thắng đẹp, những pha kiến tạo siêu đẳng hay những đường truyền như đặc, mà nó còn chứa đựng cả những câu chuyện xúc động phía sau. Câu chuyện về lời hứa vô địch của huấn luyện viên Monterrey với con trai quá cố mà Mr. Zero sắp kể sau đây có thể sẽ lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Câu lạc bộ Monterrey là tân vương của giải Apertura Liga MX, giải vô địch quốc gia Mexico. Sau khi đánh bại Club America ở trận chung kết, huấn luyện viên trưởng của nhà vô địch, ông Antonio Mohamed, xúc động không nói nên lời trước câu hỏi của các phóng viên. Không chỉ vì đội nhà vừa thắng bởi loạt luân lưu đầy kịch tính, khoảnh khắc đăng quang còn là cái kết xúc động của câu chuyện tình cha con thấm đẫm nước mắt của ông. Huấn luyện viên Mohamed bỗng dưng im lặng cả tuần vừa qua, trái với hình ảnh thường thấy của ông. Vị huấn luyện viên này còn từ chối trả lời báo chí, ngay cả khi vừa trở về từ FIFA Club World Cup cách đó nửa vòng trái đất. Sáng sớm Chủ nhật, trước khi Monterrey bước vào trận chung kết lượt về tranh chức vô địch quốc gia Mexico Apertura với đại kình địch Club America, người ta thấy Mohamed đến nhà thờ Basilica de Guadalupe để cầu nguyện. Không ai thật sự hiểu được cảm xúc của Mohamed ngay tại thời điểm đó. Khi được cánh phóng viên hỏi về trận đấu sắp tới, vị huấn luyện viên của Monterrey cũng không nói gì. Huấn luyện viên Antonio Mohamed, nhà cầm quân người Argentina gốc Ả Rập, mang dòng máu Liban, Syria và Croatia, là một trong những huấn luyện viên thành công tại Mexico. Nhưng để có được thành công đó, Mohamed phải trải qua một chặng đường đầy khó khăn. Ông giúp Independiente vô địch Copa Sudamericana vào năm 2010, từng đăng quang cùng câu lạc bộ Tijuana năm 2012, vô địch lần nữa với Club America vào năm 2014. Tuy nhiên, khi nhậm chức tại Monterrey năm 2015 với nhiều kỳ vọng, chức vô địch Liga MX cứ lẩn tránh Mohamed khi ông và câu lạc bộ chỉ về nhì. Thất bại trong cả hai lần có cơ hội cùng Monterrey trong giai đoạn 2015-2018, đặc biệt là trận thua trước đối thủ không đội trời chung Tigres, khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn. Mặc dù có trong tay chức vô địch cúp quốc gia Copa MX, nhưng nó chỉ giúp nhà cầm quân 49 tuổi nguôi ngoai phần nào. Năm 2018, Mohamed sang Tây Ban Nha dẫn dắt Celta Vigo, nhưng bị sa thải chỉ sau nửa mùa giải và phải trở về Argentina dẫn dắt câu lạc bộ quê nhà Huracán. Nhưng vận xui chưa chấm dứt với Mohamed, ông không đạt thành tích như mong đợi và lại mất việc. Tại Mexico, lúc đó Monterrey đang lao đao dưới thời huấn luyện viên Diego Alonso. Sau khi trải qua chuỗi 6 trận nghèo nàn với chỉ một chiến thắng, ban lãnh đạo câu lạc bộ quyết định trảm tướng. Khi ấy, huấn luyện viên Matias Almeida, người đã thành danh trong giai đoạn dẫn dắt Chivas và San Jose Earthquakes, là ứng viên số 1 cho vị trí huấn luyện viên của Monterrey, nhưng ban lãnh đạo quyết định đưa Mohamed trở lại. Chiến lược gia người Argentina nhanh chóng tạo ra ảnh hưởng. Mặc dù mùa giải năm nay, Monterrey khởi đầu tương đối tệ hại và chẳng ai nghĩ họ sẽ làm nên chuyện sau khi ông Mohamed đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ 8, vừa đủ để vào vòng playoff. Vị huấn luyện viên 49 tuổi tiếp tục giúp Monterrey đánh bại ứng viên số 1 Santos Laguna ở tứ kết rồi thắng Necaxa ở bán kết trước khi bước vào chung kết với Club America. Ở lượt đấu quyết định này, Monterrey thắng 2-1 ở lượt đi trên sân nhà nhưng bị dẫn 0-2 ở lượt về. 10 phút trước khi hết hiệp 2, tiền đạo Rogelio Funes Mori ghi bàn quý giá giúp đoàn quân của Mohamed gỡ hòa 3 đều sau hai lượt trận khi Lionel Vangioni thực hiện thành công quả phạt đền quyết định đánh bại thủ thành Guileno Ochoa. Các cầu thủ và ban huấn luyện Monterrey vỡ òa trong sung sướng. Họ cuối cùng cũng chạm tay đến chức vô địch Mexico sau nhiều năm chờ đợi. Mohamed dù muốn cũng không thể thốt lên lời nào nữa. Trong vòng vây ăn mừng chiến thắng của các trợ lý, chiến lược gia 49 tuổi nhòa lệ, tay nắm chặt những hạt cầu nguyện. Đó là một nhiệm vụ dang dở của Mohamed. Trong thời gian còn làm cầu thủ, Mohamed từng thi đấu cho chính Monterrey trong giai đoạn 1998-2000. Con trai của ông, Farid, cũng dành tình yêu cho đội bóng mà bố mình khoác áo kể từ lúc đó. Nhưng thảm kịch đến với nhà Mohamed vào năm 2006 khi gia đình ông bay tới Đức để cổ vũ đội tuyển Argentina tại World Cup. Trên đường cao tốc từ Dresden tới Frankfurt,
xe ô tô chở bố con ông và ba người bạn gặp tai nạn. Vì vụ tai nạn thảm khốc này mà cậu bé qua đời khi chỉ mới 9 tuổi. Còn ông thì trải qua thời khắc thập tử nhất sinh khi nằm viện 1 tháng điều trị và suýt phải cưa mất một chân. Đối mặt cú sốc cậu con trai Farid đáng thương rời khỏi cuộc đời này, Mohamed quyết tâm thực hiện bằng được lời hứa rằng ông sẽ trở lại Monterrey và giúp đội bóng vô địch mà ông đã từng hứa với cậu con trai xấu số. Và rồi, ông chỉ thành công ở lần thứ 3 có cơ hội và cũng là lần khó tin nhất. Khi quay lại Monterrey lần thứ 2 vào giữa mùa này, Mohamed phải tiếp nhận một đội bóng chỉ đứng thứ 14 và hơn nhóm xuống hạng vài điểm. Dù vậy, Mohamed vẫn biết phải làm những gì. Ông lập tức tống một vài kẻ hèn nhát lên ghế dự bị và đưa sự ngạo nghễ trở lại Monterrey. Chỉ vài ngày sau khi vừa trở về từ FIFA Club World Cup, thầy trò Mohamed bước vào trận chung kết lượt đi và giành thắng lợi 2-1 trước Club America. Nhưng trận lượt về diễn ra trên sân của đối thủ và biệt danh của Club America lại là vua ngược dòng với thành tích bất bại ở Estadio Azteca. Lời đồn không sai, Monterrey để thủng lưới bàn đầu tiên chỉ sau 6 phút bóng lăn và cho đến tận phút 80, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà. Nhưng rồi như đã nói, người hùng Funes Mori một lần nữa tỏa sáng nhờ lượt trận đi để đưa trận đấu tiến vào loạt luân lưu định mệnh và Monterrey cuối cùng cũng đăng quang ở trận chung kết thứ 3 cùng Mohamed. Ông cũng khẳng định chiếc cúp đạt được cùng Monterrey là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp. Với chức vô địch giải đấu hàng đầu Mexico, vị huấn luyện viên 49 tuổi đã bật khóc ngay trên băng ghế huấn luyện. Nhiều người cho rằng vì ông từng có thời gian chơi cho Monterrey nên xúc động là điều bình thường. Tuy nhiên, đằng sau những giọt nước mắt ấy, giọt nước mắt của một vị huấn luyện viên, một người cha chứa đựng biết bao nỗi niềm. Ở khoảnh khắc ấy, có lẽ con trai Farid là người đầu tiên mà ông nghĩ đến. Chức vô địch quốc gia Mexico với đội bóng cũ không chỉ là một danh hiệu với ông Antonio Mohamed, mà nó là món quà vô giá cho người con trai đang ăn nghỉ trên thiên đường. Hành động ấy của Mohamed đã thu hút được sự quan tâm lớn của giới mồ điệu trên toàn thế giới. Trang Go đã có bài viết với tựa đề Hoàn tất lời hứa, ma thuật của Mohamed đưa Monterrey tới chức vô địch Mexico sau trận chung kết kịch tính. Còn nhớ 4 năm trước, Mohamed từng nói, con trai tôi sinh ra ở Mexico, nó là một cổ động viên trung thành của Monterrey. Mọi tấm ảnh tôi chụp với nó đều là khi còn thi đấu cho câu lạc bộ này. Tôi có những kỷ niệm đẹp với Monterrey. Cho đến bây giờ, khi đã có trong tay chức vô địch như lời hứa ngày nào, người cha mới thật sự vỡ òa cảm xúc. Và ngay lúc đó, không một ngôn từ nào có thể diễn tả đúng được cảm xúc của Mohamed. Người đã thừa nhận có những ngày trong sự nghiệp chói lọi của mình, ông cảm thấy nỗi buồn lấn át hết niềm vui. Sau những giọt nước mắt, cuối cùng Antonio Mohamed đã có thể mỉm cười hạnh phúc mãn nguyện. Nhiệm vụ của ông hoàn thành, lời hứa với cậu con trai xấu số sau 13 năm đã được thực hiện trọn vẹn. Cậu bé Farid trên thiên đường chắc chắn cũng sẽ rất tự hào về người cha của mình. Không chỉ riêng với những người yêu bóng đá, mà có lẽ đây còn là khoảnh khắc xúc động đối với tất cả khán giả. Các bạn fan của Mr. Zero thì sao? Câu chuyện về cúp vô địch thấm đẫm nước mắt của tình cha con này đã đủ chạm đến trái tim của bạn. Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình vào phần bình luận bên dưới để Mr. Zero biết nhé. Nếu thấy video này hay, nhớ bấm like, share và cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất từ Mr. Zero các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!